7 người tử vong khi chạy thận. Giáo sư phân tích nguyên nhân. Giáo sư Nguyễn Nguyên Khôi nhận định nguyên nhân khiến 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận có thể do đường dịch có vấn đề. Từng gần 30 năm làm trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, giáo sư Nguyễn Nguyên Khôi cho biết suốt từ khi bắt đầu triển khai chạy thận nhân tạo từ năm 1972 đến nay, trường hợp tử vong khi chạy thận tại Việt Nam là có, nhưng chưa có chuyện tử vong tập thể như tại Hòa Bình hôm qua. Theo giáo sư Khôi, những trường hợp tử vong thường do trên nền các bệnh cảnh có sẵn, hay gặp nhất là các biến chứng về tim mạch như tăng huyết áp, ngừng tim do nhồi máu cơ tim vì cơ thể không thích nghi ngay được. Gần 5% các ca tử vong khi chạy thận nhân tạo là do biến chứng về tim mạch, sau đó mới đến các rối loạn chuyển hóa, giáo sư Khôi nói. Giáo sư Khôi cho biết lọc thận có chu kỳ, có quy trình hết sức chặt chẽ, mỗi bệnh nhân sẽ chạy 3 ca một tuần, mỗi ca từ 3 đến 4 tiếng. Bước 1, nhân viên y tế sẽ chuẩn bị máy móc. Bước 2, lắp đường máu và đường dịch cho bệnh nhân. Bước 3, bệnh nhân bắt đầu lọc máu. Y tá sẽ theo dõi, ghi chép từng chức năng sống của bệnh nhân về mạch, huyết áp, đường thở. Bước 4, kết thúc. Giáo sư Khôi cho hay, trong lọc thận nhân tạo, đường máu và đường dịch chia riêng, đường máu sẽ có quả lọc. Theo nguyên tắc, hàng ngày nhân viên sẽ phải dùng hóa chất để sát trùng quả lọc, sau đó rửa sạch. Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã làm cả 10 năm thì không thể không biết rửa. Nếu rửa không sạch cũng chỉ tử vong một hai người chứ không thể hàng loạt vậy được, giáo sư Khôi phân tích. Theo đó, giáo sư cho rằng nguyên nhân khiến 6 bệnh nhân chạy thận tại Hòa Bình tử vong là do đường dịch, trong đó do dịch hoặc nước pha dịch chứ không thể nói do sốc phản vệ. Để pha dịch đậm đặc phải sử dụng loại nước đặc biệt bằng ít nhất 95% nước chưng cất. Nếu nước xử lý không tốt hoặc chất lượng dịch không đảm bảo sẽ khiến nhiều bệnh nhân gặp biến chứng, giáo sư Khôi nhấn mạnh. Một chuyên gia khác cũng cho rằng nếu sốc phản vệ thì chỉ một hai trường hợp do phản ứng với thuốc, hóa chất, bệnh nhân sau đó thường biểu hiện rét run, khi đó bác sĩ sẽ ngừng lọc máu để cấp cứu. Tuy nhiên, với trường hợp tử vong hàng loạt thì cần nghĩ đến hệ thống xử lý nước, quy trình rửa quả lọc, liệu có tồn dư hóa chất hay không. Ông nghi ngờ trong quá trình sát trùng hệ thống nước, nhân viên bệnh viện đã để lại lượng hóa chất tồn dư cao là nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc. Trong y văn, sốc do hóa chất sát khuẩn trong hệ thống nước có thể xảy ra với tỷ lệ 5% trong lọc máu. Các ca sốc trong chạy thận thỉnh thoảng cũng xảy ra tại Việt Nam nhưng lẻ tẻ, chưa bao giờ xảy ra đồng loạt. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng qua, 18 bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có biểu hiện ngứa ngáy, buồn nôn, tăng huyết áp, khó thở. Đến 23 giờ đêm qua, có 7 bệnh nhân tử vong, một nguy kịch, 10 trường hợp khác nhẹ hơn được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.